Những hành động lời nói mang tính chất bôi trơn hệ thống, đánh trúng tâm lý để vui vẻ cả làng của một người cư sĩ có được khuyến khích trong đạo Phật không? Ví dụ, tìm điểm hay của người khác và lời nói khen ngợi vì biết họ sẽ vui lòng. Chú trọng đến việc tặng quà cho người khác để họ có cảm giác được quan tâm. Ăn mặc lịch lãm để mọi người xung quanh thưởng thức cái đẹp, dùng nước hoa để mọi người xung quanh thưởng thức mùi thơm. Mở nhạc thư giãn khi khách đến nhà để khách bớt căng thẳng trong công việc. Nấu đồ ăn ngon để mọi người được thỏa mãn vị giác, kể chuyện thú vị để mọi người thỏa mãn kiếp tò mò. Và bản thân ý thức rõ không dính mắc và không cần thiết làm những việc trên. Con hỏi vì nhiều lúc con cảm thấy con thực hiện những việc này như một cơ chế, một công thức để tạo ra hiệu quả tốt nhất trong sự giao tiếp và không cảm thấy còn thực sự thật lòng như ý định ban đầu. Sư chia ra làm hai cái vấn đề ha. Thứ nhất ấy, là cái cách mà mình lấy lòng người khác. Nó có hai cách. Một là đúng pháp, hai là phi pháp. Phi pháp là như thế nào? Mình kích thích cái lòng tham của người ta, rồi mình dựa vào cái lòng tham đó để mình lấy lòng họ. Sẽ lấy ví dụ nha. Mình mở một cái cửa hàng kinh doanh, rồi mình thuê những người nữ bán hàng có ngoại hình dễ nhìn, và mình cho họ mặc những cái trang phục hở hang, khoe chỗ này khoe chỗ kia. Thì chỉ riêng cái việc đó thôi thì mình đánh vào lòng tham của người khác và mình kích thích lòng tham của người khác. Và nhờ như vậy đó, người ta sẽ đến cái quán của mình hơn, nhiều hơn. Thì như vậy đó là mình lấy lòng người khác bằng cách kích thích lòng tham của họ. Mà theo như trong kinh nói đó, đó là khi mình có cái tâm tham, tâm tham mình chưa được biến mất, tâm tham của người khác nó vẫn còn. Mà khi mình dùng cái tâm tham ấy để mình kích thích cái lòng tham của người khác thì như vậy đó, đó là mình đang tạo ác nghiệp. Hoặc sẽ lấy ví dụ như mình có nhan sắc và mình cố ý mình trang điểm cho đẹp để mình kích thích cái lòng tham của người khác. Và nhờ cái lòng tham của người khác đối với cái sắc đẹp đó, mình sẽ được những cái sự lợi ích. Thì như vậy đó, tức là bản thân mình đó đang làm tăng trưởng lòng tham cho chính mình, và làm tăng trưởng lòng tham cho người khác. Và như vậy là mình đang tạo nghiệp bất thiện. Tương tự như vậy, khi mình nói chuyện cũng như vậy đó, mình nói chuyện là mình kích thích cái sự ham muốn, lòng tham của người khác, hoặc mình kích thích sự bất mãn của người khác, để từ đó mình có được tiếng nói chung, mình có được cái sự gần gũi của họ. Thì như vậy đó, mình đang tạo nghiệp bất thiện. Đó là cách thu phục lòng người một cách phi pháp. Còn thu phục lòng người một cách đúng pháp là như thế nào? Đó là mình sử dụng tứ nhiếp pháp. Tức là gì? Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Bố thí thì nó đơn giản rồi ha. Bố thí có nhiều cấp bậc. Tính luôn cả cái việc mà quý vị bố thí cho người khác cái đồ ăn thượng hạng đó, thì nó vẫn được tính là thiện nghiệp. Chứ mình đừng có nghĩ nhầm là mình bố thí đồ ăn ngon cho người khác đó, rồi người ta sẽ kích thích cái lòng tham của người ta, thì nó kẹt quá nhé, nó kẹt quá, như vậy là mình nghĩ sai ha. Đấy. Cái quan trọng vẫn là cái chủ ý của mình nha, quan trọng là cái chủ ý của mình. Khi mình có chủ ý mình bố thí đồ tốt, đồ ngon cho người khác, đó là thiện nghiệp. Trừ khi mình có chủ ý bố thí cho người khác để họ tăng trưởng lòng tham, thì khi đó mình mới tạo ác nghiệp. Nhớ dùm chuyện này nha, nhớ dùm chuyện này. Nhiều người họ hiểu nhầm thì họ cứ sợ họ bố thí đồ tốt cho người khác, người khác tăng trưởng cái tâm tham, thành ra là họ toàn bố thí đồ dở, đồ xấu không à. Thành ra là mình phải hiểu đúng. Ái ngữ là gì? Ái ngữ là mình nói xuất phát từ tâm từ nha, tức là mình xuất phát từ lòng tốt, muốn tốt cho họ nha, và lời nói của mình ấy, có cái từ tâm ở trong đó. Và khi mình nói bất kỳ một cái điều gì là mình nói dựa trên lợi ích của người khác. Đấy, nói để cho họ có được lợi ích. Thì đó là ái ngữ. Và nhớ dùm tâm từ, tức là mình thật sự mong muốn như vậy, thật sự mong muốn họ đạt được lợi ích, thì khi đó mình mở miệng ra đó, nó mới trở thành ái ngữ. Còn cái lợi hành tức là gì? Tức là mình muốn giúp cho họ đó, mình giúp cho họ có được giới. Đối với người chưa có giới, mình giúp cho họ có được giới. Đối với người chưa có niềm tin nơi Tam Bảo, mình giúp cho họ có niềm tin nơi Tam Bảo. Đối với người chưa có niềm tin nơi nghiệp và quả của nghiệp, mình giúp họ có niềm tin nơi nghiệp và quả của nghiệp. Đối với người bỏng sẻn, mình giúp họ biết bố thí. Đấy. Đối với người chưa biết tu tập phát triển tâm, mình giúp cho họ tu tập phát triển tâm. Đó là lợi hành. Còn đồng sự là như thế nào? Đó là mình có giới, mình phải có giới trước đã, rồi mình kéo người ta có giới chung với mình nha. Mình bố thí rồi mình kéo người ta bố thí chung với mình. Mình tu tiến, mình kéo người ta tu tiến chung với mình, thì đó là đồng sự. Chứ không phải là thí dụ như mình đi quét sân, quét nhà, mình đi quét nhà của mình ấy, mình đi quét nhà rồi mình kêu vợ mình hoặc kêu chồng mình hoặc kêu con mình cũng cầm cây chổi quét nhà, rồi mình gọi đó là đồng sự thì không phải nha. Hoặc là mình nấu ăn ở trong nhà, mình đang nấu ăn á, rồi mình kêu anh kêu chị mình tới phụ nấu ăn tay, mình kêu nó là đồng sự thì không phải nha. Nhớ dùm cái định nghĩa của chánh pháp thì nó không có giống định nghĩa của người đời. Thì khi chúng ta có được 4 cái điều này đó, tức là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, thì mình có được cái khả năng thu phục nhân tâm, và cái khả năng này đó, nó mới đúng pháp.